tính. 10, 12, không thể tin được. 14, 17, 19, 22, 24, 25, 27 con. 1 lần là 27 con ốc. Wow. Ha ha. 22 ký. Hai trái lần, hai lần bằng nhau. Hay quá, hay. 440 rồi đó. Nãy nhắm đúng luôn chứ bộ. Xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mấy anh em mình sẽ đi vào sông Đồng Nai để bắt ốc đắng. Thì cái đoạn đường này là đã sắp tới bến đò Năm Bủ rồi các bạn. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái đoạn đường phía trước đây. Thì khúc này là cái khúc đầu sông nha các bạn. Sông La Ngà thì nó nằm ở dưới phía trái của mình. Đây là một cái nghề luôn á, đây là một cái nghề là có một số anh em đó là sống bằng cái nghề này ha các bạn ha. Mỗi ngày người ta thu hoạch khoảng là từ 10 mấy đến 20 ký, nhiều khi là 30 ký, thì cái giá bán trung bình nó dao động từ 20 đến 25 ngàn một ký. Như vậy thì mỗi ngày thì tính ra thu nhập cũng là khá khá. Và cái đặc biệt á, ốc mùa này thì nó rất là to các bạn, rất là to. Mùa này là mùa sinh sản rồi nên ốc rất là to, và nó có những con ốc con nên ăn giống như là nhai gạo vậy đó các bạn. Nên một số người người ta lại nói là con ốc đắng là con ốc gạo, nhưng thật ra con ốc gạo nó khác ha. Con ốc gạo nó cái màu nó ngã xanh, còn con ốc đắng của chúng ta thì nó là màu đen. Một chút mình có lặn không? Có luôn hả? Hay là mình dở chạ? Lặn tàu bắt ong bắt mua. Tại sao không làm giống như ở dưới miền Tây á, người ta sẽ chặt những cái tàu lá dừa, người ta để đêm đó, trước đó người ta để trước một đêm. Thì nó có nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Khỏi cần. Ủa nhưng mà lặn thì bắt như thế nào? Để chút thấy. Ồ. Tao chưa thấy. Mò như mò cá vậy đó. Mò như mò cá gì hả? Như vậy thì làm sao mà tới 10 mấy 20 ký được? Nhiều lắm, nó nằm lên dưới á. Cái này thì mình cũng chưa nghĩ ra là người ta sẽ bắt bằng cái cách gì. Hốt lần nấm không à, chứ đâu phải bắt lần con đâu. Hôm bữa mình đi hớt tóc thì cái người hơi thợ hớt tóc đó thì cũng theo một cái các bạn này để đi bắt thì bắt được khoảng mười mấy ký, gần 20 ký. Gần 20 ký. Đây là một trong những người thợ bắt nó có bạn. Nước bên phải chúng ta là bến đò Năm Bủ là của sông Đồng Nai. Cảnh qua bến đò là cảnh rất là đẹp. Lâu đi lâu mò hết, có số thì hôm nay đi mò hết. Mò hết ở đâu? Cũng sông Đồng Nai luôn. Cũng sông này nè. Lên xuống nhỏ, vô suối với người trong đến nhiều lắm, hết một bữa bự. Sao mình không đi suối lớn suối nhỏ bắt cua đá? Để bắt cái này đi rồi tính đi. Bây giờ mình đang đi bộ vô bờ sông nè các bạn. Trong lúc mình gửi xe thì mấy anh này đã bắt được như đây rồi nè. Bỏ vô cái bụng. Ốc rốc rất là nhiều. Nhưng mà bờ bên đây thì bây giờ không nhiều nữa rồi. Nên bây giờ mình sẽ qua bờ bên kia. Đây là làng bè sông Đồng Nai ha các bạn ha. Còn làng bè sông La Ngà thì nằm hướng trái. Có cái quang cảnh bắt là như thế này các bạn đó. Có một cái xô phía trước đó. Và cái anh đó người ta đang vừa mò xong người ta sẽ bỏ lên luôn. Wow, bên đây là đã có ốc rồi. Ốc sao đó mới vậy.
Wow, 11 kg. Đã là 11 kg rồi các bạn. Ốc, ốc khá to. Đây là một cái nghề luôn hả các bạn ha. Như vậy thì 11 kg là đã kiếm được khoảng trên 200 ngàn rồi. Như như đó là khoảng bao nhiêu ký anh? Trong cái xô đó, cái xô này khoảng bao nhiêu ký? Cái bào trên đó cũng có 10 ký trên hả? Wow. Ồ, ốc quá bự. Nói chung là không hơn 12 ký rồi. Mình đem theo chai không độ để mình vô xăng hả? Hồi nãy giờ tưởng chai rượu không chứ. Đó, chỉ lặn xuống một cái và có mấy con liền các bạn. Con ốc nào nấy rất là to. Cá chê nó chết. Lên chủ bè cá nữa kìa. Ủa cái này là ngày nào mình cũng đi bắt hay sao? Ngày nào nó cũng đi đó. Ồ. Nè, đổ vô. Wow. Yeah. 22 kg. Hai trái lần hai lần bằng nhau. Hay quá hay. 440 rồi đó. Nãy nhắm đúng luôn chứ bộ. 20 ngàn. 20 giờ cho hai trung bình là 20 ngàn. Chạy nước ra chạy còn. Giờ nó sẽ là 44 rồi. Đó là phải 30 kg hơn rồi. Rồi bây giờ mình leo lên được chưa? Lên. Lên thôi. Bây giờ mình sẽ đi xuồng. Bây giờ anh em mình sẽ bơi xuồng qua bờ sông bên kia để bắt được nhiều hơn nè các bạn. Đây là sông Đồng Nai ha các bạn ha. Và cái đây là làng cá bè của Đồng Nai. Xuống nữa là của La Ngà. Quang cảnh rất đẹp các bạn. Bên kia là bến đò Năm Ủ đó các bạn. Đường đi qua thì sẽ có đồi núi rồi có ruộng. Quang cảnh đẹp lắm. Bên trên những cái đồi đó bên kia đó thì là nuôi gà trống thiến đó. Ủa không biết bơi thiệt hả anh đó? Biết không, không, không. Biết nghe. Ôi. Rồi, bây giờ bắt đầu hành nghề nè các bạn. Rồi mày sao, tao mày đâu? Chơi cái bụng. Đó, chỉ mò ở dưới thôi, hình như ốc nó đang nằm ở dưới bờ thôi. Mà cái bờ sông Đồng Nai này nó không có lúng các bạn. Đất rất là cứng. Ngồi đây, mò mới đây cũng ký mấy rồi kìa. 12 tuổi rồi, mò ốc một cái gia đình. 12 tuổi mò ốc một cái gia đình hả? Có gì xuống đây không mày? Trời, chết lại. Nhảy luôn hả? Đi mẹ tưởng cạn. Trời hết mẹ. Điện thoại bỏ đâu rồi? Trời hết mẹ bà ốc. Mình thì bỏ vô bên không chịu. Chơi cái con hai ba con. Trời ơi. Năm hối. Trời ơi, còn được con hai ba con. Vậy đây đi. Hai đó lại lại. Lặn được luôn. Đâu, lặn cái được nhiêu. Ôi, hơi hay quá. Cho xét luôn đi anh.
Rồi bây giờ anh em mình sẽ đi cặp bờ sông nè các bạn. Sẽ đi cặp bờ sông để tìm ốc nè. Nhiều không? Rồi, ông ớt xuống trước đi, tôi hứng rồi đó, tôi xuống luôn đó. Chứ nó chạy lắm, muốn đi đâu đây à? Chỗ này chạy cạn hả? Ở ngoài đó, sâu hơn đây xíu. Vậy hả? Hay. Thôi, tôi thích chỗ đó đó, thích chỗ cạn đó. Ớt xuống trước, tôi chịu cho ông xuống nè. Để coi. Rồi. Còn không? Để xuống còn nào nữa không? Không, bỏ đi, bỏ đi. Chứ này khôn rồi. Rồi, bây giờ tới tôi. Để xuống luôn đây. Chỗ này có gì còn sâu lắm. Sâu đâu nó ngồi kìa. Ôi, cái ông kia, ông lượm, đụng đâu. Xe chua rồi, đụng đâu là mẻ đó. Đụng. Rồi xuống đi. Rồi, tới tôi. Cái tướng này xuống ghe cái bộ không ổn à. Tốt quá. Trời ơi. Đạp được rồi. Ủa là mình cứ bóp đất là nó ra thôi đúng không? À đúng rồi. Đây nè các bạn. Ở đó đi. Mình đã mò được rồi nè. Rất là đơn giản luôn ha, chỉ thọt tay xuống. Rồi mình ra thôi. Vậy hả? Đây là cái bộ đồ nghề nè các bạn. Chỉ đơn giản thôi, chỉ có ớt một cái xô thôi. À, những con ốc nó sẽ bự như thế này. Quà nó bò lẫn nấm luôn kìa. Ờ, anh thiệt hay. Nó lặn nó mất tiêu rồi. Đó. Quá hay. Trời ơi, một nắm luôn. Lặn là một nắm vậy đó. Quay đây, đưa tha đây. Ờ, cái đó không chịu quay. Lặn nắm nó rồi, nó xuồng ngồi quay kìa. Nắm quá trời luôn. Quá hay luôn. Thôi giờ nó lặn rồi. À, các bạn nhìn nè. Lặn xuống một lặn này nha. Cái này cũng phải chuyên nghiệp chứ không dễ ăn đâu các bạn. Ở đây làm cả ký rồi lẹ thì chứ. Như đây là cả ký rồi nè. Cái hơi của anh này cũng rất sâu ha. Một nắm liền trời các bạn ơi. Quá hay. Quá đỉnh. Thầy truyền nó tông thì cho tôi ngửa rồi câu của thầy được giống vậy. Đâu, một nắm không? Hay quá. Đâu, tới em. Đó, cũng là một nắm nè. Nè, anh quay em nè. Tới em nha. Thằng mũi lỏ. Chết. Được, ba bốn con. Cũng có lý. Đang hơi đụng cái xuồng nè. Ồ, lần này thì 6 con, có kinh nghiệm rồi. 6 con. Lần nữa nhiều hơn nữa nè. Ôi, ốc dưới đây quá nhiều các bạn ơi. Quá nhiều luôn. Đừng lên chứ. Lần nào cũng vậy. Ồ, quá trời. Ở đây có 3 con. Mình không có hơi. Lần này 4 con. Quá nó nhiều lắm nữa kìa. Vậy tại sao mình chỉ kiếm cái gì mình cào đất luôn rồi mình hốt cho nó lẻ ta? Vô ốc nhỏ dữ lắm. Vô ốc nhỏ hả? Này nửa ốc nhỏ ra nữa.
cuốn này mới vui nè. Ôi buồn nắm luôn. Mình biết rồi, mình biết cái bánh rồi. Kế mấy cái cọng đó đó là ốc nhiều lắm. Wow. Một nắm luôn, một nắm luôn. Trời ơi đây nè. Cho dễ. Kế ở đây đi cho nó hay. Đó. Cho nó đều. Sắp đầy thao rồi. Biết cách rồi, biết cách rồi. Nồi kế mấy cái cọng lưới này quá trời. Trời ơi, tí nó làm một nắm luôn kìa. Trong ngay cái chỗ này nè, nhiều lắm. Nè, 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 con ổ ở dưới nè. Đâu. Trời ơi, một nắm luôn. Kỷ lục, Rồi giờ lấy hơi lặn cái nữa hả? Tiếp tục cái đó. Đây, các bạn nhìn nè. Kỷ lục luôn nè. Khu vực bụi tre này ốc hơi bị nhiều. Hình như nó mát hay sao á, ốc lại khu vực này nhiều. À, chỗ này mới có hả chị? Trời ơi. Mỗi lần ấy là wow một nắm. Quá giỏi, quá giỏi. Trời ơi, con nào con nấy. Cận cảnh cái coi, cận cảnh cái. Quá trời. Các bạn. Quá trời quá đất. Mới mò mà nãy giờ được khoảng 5 kg rồi đó. Kinh thiệt. Nhưng mà chuyên nghiệp ha, người ta lấy hơi rất nhanh ha, người ta lặn tiếp tục. Thanh niên này có sức. Lại một nắm nữa các bạn. Liên tục luôn, rớt hết con rồi. Quá dữ, quá dữ, quá dữ. Như vậy là cái bụi tre này là ốc hơi bị nhiều, nó rậm rạp. Lại nó ăn lá tre. À lại ăn lá tre hả? Chị người Kinh hay là người Thái chị? Người Bắc. À. Không có Kinh Thái gì đâu. Ủa còn cái khu nào là người Thái à, ở? À, trên đoàn lăng. Trời ơi, kỷ lục. Quá trời rồi. Cú này mới ghê. Cú này mới quá trời. Phải đếm thử. Trời ơi. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 không thể tin được. 14 17 19 22 24 25 27 con. Một lần lặn là 27 con ốc. Kỷ lục. Mà hồi nãy giờ liên tiếp luôn, liên tiếp là mỗi lần anh lặn một cái là lên rất là nhiều. Vậy có con dơi nè tướng anh. Dơi vậy? Gỗ nè. Bỏ có làm cái gì quay phim chứ vậy? Quay phim kiếm tiền anh, đăng YouTube. Mai em quay cảnh anh rồi luôn á, mai lên TV coi có cảnh anh trên đó. Lần này bao nhiêu? Lần này ít hơn nãy. Lần nãy là kỷ lục rồi, 27 con. Kỷ lục. Rồi, qua tới ông thầy nè. Ông thầy lặn cũng kinh lắm các bạn. Trời ơi. Mới đây nửa xô nữa rồi hả? Hơi của ông thầy này cũng ghê lắm nha. Hơi ông thầy này dài giá mang luôn nha. Nhiều không thầy? Hơi ông thầy này cũng dữ dằn à. Nhiều khi bây giờ á mình mốt mình đi thi lặn được luôn á. Lặn bao nhiêu rồi. Đúng là không quen lặn sâu bị nhức lỗ tai rồi. Cho nên giờ không lặn được nữa rồi. Lặn vậy là mưa lặn vậy là cạn à. Lặn sâu nữa. Mùa mưa phải lặn sâu hơn nữa hả? Mùa nắng phải lặn sâu. À. Chứ mùa mưa này khỏi lặn sâu, lặn càng cạn à. À mùa mưa là cạn là có.
Quá dữ luôn. Quá nhiều. Trời ơi, cái này cũng nhiều dữ à. Ôi, ốc to. To dữ không các bạn. Cái này cũng hầm mấy con chứ không ít đâu. Quá dữ. Ngày văn gì kiếm được bao nhiêu ký cá anh? 30 ký, có khi 60. Trời ơi, hai con cá chép luôn. Trời ơi. Khổng lồ luôn. Không coi chừng nó xảy sao. Quá. Bắt con chết thì phải xuồng lát lại cho em con anh. Nó cho con chết đó. Gì cho luôn hả? Trời ơi. Trời cho luôn hả? Cho luôn kìa. Bắt con chết cá chép ngon quá. Trời ơi coi. Gặp gặp anh thợ. Bọn anh thợ thúc bụng cho luôn cá chép rồi các bạn. Trời ơi cá chép xong Đồng Nai nha. Cá chép này về làm món gì? Thôi cảm ơn anh nhiều quá anh ơi. À dưa. Như thế này là hai cái này là gắn lại là trên 15 kg rồi đó. Đúng không? Cái thao xanh là đã gần 10 kg rồi. Cái thao này nặng tới mức độ này là biết con dữ lắm rồi. Công nhận tính ra cái này không chiên là làm không nổi đâu. Nãy tôi lặn lâu quá không lặn, lặn sâu xuống cái lỗ tai nhức liền. Về tí ơi. Về đây. Hôm nay đủ gạo chưa? Tính chuyện tương lai của mình nhà đấy. Chính tiền tương lai đi, đúng rồi. Giờ lạnh quá rồi, giờ mình về mình về mình kiếm cái gì ấm ấm đi. Mồi có sẵn rồi. Ông thầy lên xuồng nhẹ nhàng quá, còn ông kia lên xuồng muốn lật không. Rồi xong chưa? Bây giờ cho hai cái tay không chiên chèo xuồng về bển nè. Chèo hướng nào? Về chị ơi. Cặp ngang chứ. Cặp ngang luôn á. Ủa. Ôi mừng quá, về tới rồi. Anh thử hồi nãy giờ cái mình đi được bao nhiêu? Ủa hồi nãy là thương lái người ta lại hả? Hồi nãy thương lái người ta lại lấy cái phần kia hả? Rồi bây giờ mình cân thử cái thành quả sau hơn một tiếng đồng hồ hả các bạn ha. Tính ra công việc này cũng rất là cực chứ không phải là đơn giản đâu. Mình lặn không quen mình sẽ bị đau tay nè, rồi mình sẽ bị lạnh nè, mình và mình sẽ không đủ hơi để mình lặn ở những cái chỗ sâu ốc nó mới to các bạn. 12 kg. Rồi còn phần của tí rồi bao nhiêu ký? Lưới nó chắc người ta lại ta thu người ta lấy rồi đó. Mười hai ký mấy, nhưng mà đây là cái xô, thêm cái xô nữa 13 kg, cũng cầm tầm khoảng hao hao là cũng khoảng 12. Như vậy là một tiếng mấy là mỗi người bắt được khoảng 12 kg các bạn. Wow. Đây, một lần nữa chúng ta coi lại những con ốc ở ốc đắng ở sông Đồng Nai nè. Rất là to. Quá to. 12 kg. Quá đẹp. Cảnh này quá đẹp. Rồi. Rồi bây giờ anh em mình tụ hội lại nhà ông ớt nha. Vậy tụi anh về trước à? Rồi cảm ơn quà ơi, cảm ơn nha.
Rồi như vậy là kết thúc cái buổi đi bắt ốc của chúng ta rồi các bạn. Công việc tưởng đơn giản nhưng không đơn giản. Xin chào các bạn ha. Thì clip sau mình sẽ quay cái cảnh mình sẽ đi trong hang dơi các bạn. Khu vực rừng cây giá trị có một cái hang dơi tự nhiên trong đó.